Ông rửa đống bát đấy nhanh lên, nhà còn bao việc đấy. Tôi biết rồi, tôi đang rửa đây. Thằng Đạt với con Na đâu rồi, nhà thì chưa dọn. Thằng Đạt đâu, xuống đây mẹ bảo. Hả? Con đây, mẹ gọi gì con? Mày suốt ngày chơi game, mau đi dọn nhà đi. Để mai được không mẹ, con đang chạy bo với thằng Hoàng. Mày có tin tao cho mày chạy bo quanh thành phố này không? Dạ vâng, con đi dọn đây. Con với cái, chỉ biết chơi game. Con Na đâu rồi? Hả? Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa? Đây là nhà tao mà mày, giờ thì xách mông xuống dọn nhà đi. Vâng, con đi đây. Con với cái, suốt ngày quay tóc tóc. Mùng 1 Tết. Hôm nay là mùng 1 Tết, cả nhà sẽ qua nhà bà nội, hai đứa biết phải làm gì chưa? Phải chúc bà sống dai như đĩa phải không mẹ? Không phải, mà là phải đưa tiền lì xì cho mẹ, biết chưa? Em biết ngay mà. Thì có năm nào bọn con được cầm đâu mà mẹ phải nhắc. Thì tao giữ cho chúng mày chứ cho ai, giờ thì đi thôi. Tiền của ba, mẹ mày còn giữ, thì các con tuổi gì mà lấy được? Mẹ ơi, cả nhà con đến chúc Tết mẹ nè. Mẹ đây. Bà chúc cả nhà mình năm mới an khang thịnh vượng nha. Thằng Đạt với con Na đâu rồi? Dạ cháu đây, cháu chúc bà năm mới sống dai thành huyền thoại. Còn cháu chúc bà tuổi mới mau ăn chóng lớn. Ngoan lắm, bà mừng tuổi cho hai đứa này. Chúc Na năm mới sớm có người yêu. Còn Đạt, bà chúc năm nay không bị đuổi học. Được rồi, cả nhà rửa tay vào ăn lẩu đi. Dạ vâng ạ. Được rồi hai đứa, có nhớ những gì sáng nay mẹ dặn không? Mẹ ơi, cho con ra công viên chơi với thằng Hoàng một tí nha. Về sớm đấy, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Vâng, con đi đây. Đạt à, sao giờ mày mới ra? Thế năm nay thế nào rồi? Vẫn như năm ngoái, còn mày? Tao được 200k lì xì, đủ tiền nạp Free Fire rồi. Tao bị mẹ thu hết rồi, nhưng may quá tao giữ lại được một ít. Có ai giúp tôi không? Tôi đói quá. Hả? Mày có nghe thấy gì không? Kì bác, sao Tết rồi mà bác còn ngồi đây? Bác không có gia đình, hôm nay bác không có gì ăn, bác đói quá. Thôi bác cầm tiền lì xì này của cháu đi mua đồ ăn đi, năm mới cháu mừng tuổi bác. Bác cảm ơn cháu nhiều nha, cháu thật tốt bụng. Vậy là tao không có tiền nạp Robert với Free Fire để chơi với mày nữa rồi. Mày đừng lo, tao sẽ nạp cho mày. Hai cháu đúng là những người bạn tốt, biết chia ngọt sẻ bùi. Ta sẽ cho cháu một nguồn sức mạnh. Sức mạnh gì vậy bác? Sức mạnh của khứa áo xanh. Ôi mẹ ơi, là khứa áo xanh trong truyền thuyết. Vậy cháu có sức mạnh gì vậy? Cháu sẽ có sức mạnh của hào quang nhân vật chính, ngoài ra còn đẹp trai siêu cấp VIP Pro. Na, con ra bật cho mẹ cái bếp nướng lên. Dạ vâng. Cái bếp này nút bật ở đâu nhỉ? Mình bật lên 1000 độ cho nhanh chín, mình thật thông minh. Chết tiệt, hình như nó cháy hơi to thì phải. Mẹ ơi, cái bếp của bà nó bị làm sao ấy? Hả? Nó bị làm sao? Cháy nhà rồi, chồng ơi. Mọi người có sao không? Mau chạy ra khỏi đây thôi. Chết rồi, lối ra bị sập rồi. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Hả? Sao cháu nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ cháu vậy? Đó là sức mạnh của khứa áo xanh đó, mau đến đó đi. Vâng, cháu đi đây.
sao nhà lại bị cháy thế này? Hả? Cậu là ai vậy? Là con, Đạt nè, mọi người mau chạy ra ngoài đi. Mọi người chạy ra đi, chúng ta được cứu rồi. Còn đám lửa này cứ để con lo. Đạt, có phải con không vậy? Sao nhìn con lạ quá? Là con mà, nhưng con đã có được sức mạnh của khứa áo xanh nên con mới như vậy. Giỏi lắm con trai, mẹ sẽ trả lại con hết tiền lì xì. Còn bà sẽ nhân 2 tiền lì xì năm nay của con. Chị sẽ làm hết việc nhà, em không cần phải làm gì hết. Có thật không ạ? Làm khứa áo xanh thật là thích. Thằng Đạt đâu rồi? Đến giờ cơm rồi mà vẫn còn ngủ à? Hả? Con là khứa áo xanh. Xanh với đỏ cái gì? Không xuống dọn cơm chết với tao. Hóa ra là mơ à?